À, kính chào các bạn ha. À, hôm nay là mình cho các bạn coi là con chó, ủa lộn, con heo nó sủa sủa luôn nè. À, thằng heo sủa, bà con nghe rõ không? Trời ơi, heo đang hù lụ vậy đó. Lần đầu tiên thấy mà heo sủa ở Long An luôn. Heo Rồi thôi ra ngoài kia giỡn xíu vui thôi, ra ngoài kia. Rồi đi. Đó. Đó, đó. Đây, dưới ao nuôi cá, trên bờ trồng mít. Trong đây trồng sen. Tính làm vườn ở đây ha anh? Làm anh đo từ mấy cây đó tới đây là 5 mét, 5 mét sao thấy sao, rưỡi sao thấy ngắn dữ mà 5 mét dữ hả? Ừ. Phân xuống đó. Ừ, phân thì cho xuống dưới ao. Tự nhìn mấy ô mít này tiếc tiếc sao lại đốn bỏ không. 4 gâu sắt lên gâu sắt 8, 6. Mỗi hai cục gạch là một cây, bẻ con lợ để vô. Hai cục gạch một cây. Có nghĩa là anh để cái dàn gạch thứ tư đúng không? Cái dàn gạch thứ tư bắt đầu bẻ co sẵn đi, co năm chung gạch là khoảng như đây, còn lúng lên lẫn tách. Qua khỏi cục gạch nha, qua khỏi mặt gạch lẫn tách. Qua khỏi mặt gạch. Là để mỗi hai cục gạch lẫn cây, hai cục gạch lẫn cây. Xa xa gì đó. Móc lưới 70 vô. Rồi, cứ xây giáp vòng hết. Tường thì không cần xây cũng thường tô gì cho đẹp thực sự đâu, nó tốn phí dữ lắm. Thì mình hôm 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 dưới chân á, nó mục thôi. Rồi. À, cột á thì làm mấy cột mà vuông ba, kẽm cái đòn tay vuông hai, thả ngang mua tôn mỏng bắn lên, lợp mái 4 mét 4 mét, chừa lại 5 tấc không cho mái. Nói thì nhiều nhưng mà rút lại không có nhiêu, cho gửi hình là biết. Chứ anh thấy quay lên thấy mấy cái mô hình cưng chứ cái thằng đang đứng nói nè. Ông kia ông ở bên cây lại nó không coi cho ông làm y chang luôn, đẹp lắm. Đã cái ao này trước đi Nam ơi. Chung với con mấy con cá luôn á, luôn nhà nó có chữa mới tách ra, nhà nó có chữa nuôi chung luôn, chung luôn. Tại chừng nào mà nó chuẩn bị đẻ cái bụng thà dũng lợn đó, tách riêng con nái và ô riêng thì nó tự đẻ tự làm gì nó không có liên can gì tới mình hết, không có cần can thiệp gì hết, nhau tự ăn luôn, chỉ có bỏ rơm rạ vô cho thấy thương thương cho nó quậy ổ ăn ổn. Thì nếu mà được thì mình làm một cái ô lớn với khoảng 7 ô nhỏ, 6 ô nhỏ cũng được. Tại vì cái ô lớn đó là ngang 4 mét thì khi nào mà đối đế mà không heo đẻ không kịp á, mình ngang ra. Bây giờ hiện tại con heo đó nó còn lâu lắm mới lớn. Còn dư sức chứ lắm. Bây giờ làm một ô lớn trước. Một ô lớn trước là thả mấy heo công ty với một con heo đực bên cái ô nhỏ. Rồi ô nhỏ phía bên thả nguyên bầy để vừa. Sau này khỏi cần xây luôn, khỏi cần xây thêm, rồi nó dư sức rồi. Có nhiều con thì anh phải mở rộng ra,
bơm cát vô, đông cát vô. Đó, chỉ cần nhớ một điều quan trọng là tán cái nền dốc về một góc thôi, chứ đừng có dốc về hướng dưới. Về đúng rồi đó, cái tre tâm của nó hơi lỡ ra phân luôn. Rồi máy là phải không có tre 5 tấc nữa. Máy cao là cao nhất là 22, thấp nhất là 18. Kẻ mà dương 2, dương 3 thôi. Chợ yếu thì hàng tả bạc vô.